những hình ảnh nổi bật nhất thế giới trong tuần qua, những sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua, được các nhiếp ảnh gia của Rear ghi lại và tổng hợp từ khắp nơi trên thế giới. Dưới đây là bộ siêu tập ghi lại những khoảnh khắc đắt giá bậc nhất trên thế giới. Người bán dưa hấu tại khu chợ ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Một con tàu ma bị bỏ hoang trên những tảng đá gần làng Bali Cotton ở miền Nam Ireland. Các vũ công múa ba lê tại nhà hát Opera Quốc gia ở Viên Áo. Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh với người dân ở St. Petersburg sau lễ đặt hoa. Tại đài tưởng niệm thị trưởng đầu tiên của thành phố, tu sĩ sát hưu bên đống lửa trong ngôi đền Pesapatanay, một ngày trước lễ hội Mahasivarachi ở thủ đô Kathmandu, Nepal. Một cô gái người Syri trên thùng xe tải đến trại tị nạn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các vũ công và những người đánh chống tham gia lễ hội hóa trang ở Uruguay. Bảo vệ hoàng gia đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 tại cung điện quốc gia ở Kuala Lumpur. Khu cách ly COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Diễn viên biểu diễn trong khuôn khổ giải vô địch cưỡi ngựa truyền thống Kokboru ở Kyrgyzstan. Một người đàn ông hôn đức giáo hoàng Francisco tại Vatican. Nữ bệnh nhân chơi violin trong ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não ở London. Những người tham gia một cuộc biểu tình ở Athens chống lại một dự luật thay đổi lợi ích xã hội và lương hưu, tay đua Ryan Newman của NASCA bị tai nạn ở Daytona 500. Những người đàn ông tham gia lễ hội Hadaka Masuri ở Nhật Bản. Những người tham gia lễ hội Venice Carnival 2020. Buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Richard Quinn tại tuần lễ thời trang London. Triển lãm bộ siêu tập thương hiệu Moncler tại tuần lễ thời trang Milan. Người đàn ông đi qua cây cầu trong cơn bão Dennis ở Saint-Gino, Pháp hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại